Xay sữa bắp nó cũng có xác nữa hả? Có xác mà. Chứ không phải mình xay nó nhuyễn hết hả? Đó, xay bỏ xác, bán này xay bỏ xác. Tưởng nó xay rồi nó nhuyễn hết luôn nha. Ba cái nước đó là mình bán đó hả? Nước cho nước cỏ là nước chua là canh lại mình xài nữa hả? Thì ba cái dư nhiều quá mình cho hay là sao? Làm đậu hũ núm trước hả? Thank you.
bốn khuôn cho mình ra được bao nhiêu cái? Bốn khuôn này hả? Ừ. 90 miếng hả? 90 miếng mà nếu mà đủ nấm này thì mình ra được 180 miếng. Miếng lớn, miếng nhỏ thì được 180 miếng. Cái thùng đổ bằng lần hả? Ừ. Vậy nó sôi dữ trời vậy hả? Ừ, cao luôn á.
qua mấy người hai mua bảy mươi sáu còn còn chín ba còn tao lo mới trúng hả? Tao lo mới trúng hả? Không đâu luôn. Nó nhảy xuống dưới thì nhận luôn.